Sao trong cái đám nhẫn ấy lại có thể có một cái nhẫn giả như thế này được? Con dâu của mẹ nó nghĩ mẹ không biết cho nên nó cháo vào đấy. Con đấy á, cái gì mà nó chả dám làm. Con chào mẹ. Chào chị mẹ. Có cho tôm tít ra không? Để em bảo Sam so sang chơi. Chơi bởi cái gì? Hai đứa ngồi xuống kia, mẹ có chuyện muốn nói đấy. Trong số vàng hai đứa mang sang đây hôm trước, tại sao lại có một cái nhẫn giả như thế này? Thế là thế nào? Hả? Em sao mà giả được hả mẹ? Đừng xem nào. Ô lý. Anh chị nghĩ mắt tôi mờ đến nỗi không phân biệt được đâu là nhẫn thật, đâu là nhẫn giả hả? Nhưng mà... Đấy là cửa hàng vàng họ nói đấy. Họ bảo là mang nhẫn đi chùa để trà trộn vào rồi mang đi bán. Xấu hổ. Không, vô lý thế nào ấy. Con nói thật với mẹ nhá, đây là toàn bộ số vàng mà bọn cưới nhau từ ngày trước đến giờ. Đấy, mà chưa bao giờ trao đổi với ai bao giờ. Đây, bây giờ mẹ bảo mang sang, con cầm nguyên si sang cho mẹ. Bây giờ làm sao vàng giả được? Thế anh hỏi tôi, thế tôi biết hỏi ai hả? Không lẽ tôi cháo vào đấy một cái nhẫn giả rồi tôi lu loa lên à? Hả? Anh Đức này, cái hôm mà anh gom tiền anh mang sang cho chị Thương, hay là anh có bán đi chiếc nhẫn vàng nào? Sao anh cháo vào đấy chiếc nhẫn giả mà em không biết? Không. Mợ Khánh, mợ nói thế quá là mợ đổ vấy cho tôi à? Em đang hỏi chuyện anh Đức ạ. Thì anh bán đúng 5 chỉ vàng, bởi vì lúc đấy thấy có lãi thì anh bán thôi, chứ anh có động vào đống nhẫn này đâu. Thế giờ tự tay em lấy ở trong két đưa cho anh, xong tự tay anh mang sang đưa cho mẹ. Chỉ có một đúng một quãng đường ngắn như thế thì làm sao mà vàng thật lại biến thành vàng giả được? Thì thế. Mợ Khánh, trước mặt mẹ và cả tôi nữa, tại sao mợ lại cứ đổ vấy cho cậu Đức là thế nào? Thôi, bây giờ cũng chả biết thực hư cái nhẫn giả như thế nào cả. Bây giờ mẹ nói như thế rồi, để con về nhà xem có lẫn vào đâu không. Cùng lắm thì con bù mẹ cái nhẫn khác. Sao lại như thế được anh? Anh làm như thế này chẳng hóa ra là anh tự thừa nhận là chúng mình là những kẻ cháo trở lừa dối à? Mình không thể làm như thế được, mình phải làm cho ra nhẽ chứ. Hoặc có khi chính anh là người tự tay cháo cái nhẫn đấy. Anh biết rõ mười mươi như thế nào cho nên là anh mới dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế, đúng không? Anh có điên đâu anh đi làm thế. Mợ Khánh này, mợ đừng có thấy cậu Đức cậu Hiền mà mợ được đằng chân lên đằng đầu. Tại sao mợ cứ đổ vấy cho nó hả? Thế còn mợ thì sao? Ui, chứ còn gì. Tôi có điện thoại, tôi bảo tôi nghe điện thoại rồi tôi tăng ngay đấy. Em chỉ muốn hỏi anh Đức để làm cho ra nhẽ mọi chuyện thôi ạ. Ra nhẽ. Mợ cứ một điều chồng, hai điều chồng. Tôi nói cho mợ nghe nhá, thằng Đức nhà tôi nó hiền đấy, chứ phải tôi ấy, tôi không bao giờ chịu để yên như thế đâu, có nghe chưa? Chị bỏ cái tay xuống đi ạ. Không bỏ đấy. Ôi. Mẹ nói về mợ, tôi không tin. Nhưng ngày hôm nay, biết rõ con người mợ đấy. Hai người làm sao đấy à? Thâm à? Ôi, Khánh, em dậy đi về đi. Em đi về xem nhà hai đứa thế nào đi. Ở đây lo. Mợ Khánh không về được, mợ phải ở đây. Mợ thích làm cho ra nhẽ cơ mà. Định lẩn à? Em chả làm cái gì sai để mà em lẩn chị ạ. Em không làm điều gì khuất tất, em cũng không làm điều gì trái pháp luật, em cũng không quan hệ lăng nhăng. Này, chỗ nói cái gì đấy? Đối với anh là chị. Mày, mày cứ bỏ tay ra. Bỏ tay ra, bỏ đi. 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 Dâu hay là giặc không biết nữa.